Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sáng thứ Năm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão khi dự báo các trận mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực ở miền Đông, miền Nam và miền Trung nước này. NMC dự báo, sáng thứ Sáu, mưa bão sẽ đổ bộ vào các khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam, Quảng Tây, Hải Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan. Một số vùng thuộc những khu vực này có thể hứng chịu lượng mưa tối đa hơn 60mm một giờ kèm theo dông lốc và gió giật. NMC khuyến cáo các chính quyền địa phương chuẩn bị phương án ứng phó với mưa bão. Các cơ quan quản lý giao thông điều tiết giao thông phù hợp trên các đoạn đường có mưa lớn và ngập úng. NMC cũng đề xuất ngắt các nguồn cung cấp điện ngoài trời tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn cao, khuyến cáo người dân ở khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn hơn. Ngoài ra, cần kiểm tra hệ thống thoát nước của các thành phố, đất nông nghiệp, ao nuôi và thực hiện các biện pháp thoát nước cần thiết. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Theo đó, màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Cùng ngày, mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở hai thị trấn thuộc huyện Hạ Hà của tỉnh Cam Túc khiến ít nhất 7 người mất tích, trong đó có 6 người công nhân xây dựng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Tổng lượng mưa đo được tại hai thị trấn nói trên là lần lượt lên tới 50,2mm và 31,8mm. Theo Reuters đưa tin, mưa xối xả đổ xuống Hồng Kông ngày 27 tháng 9 gây lũ lụt lớn tại thành phố đông dân, nhấn chìm các đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm, trong khi chính quyền đã đóng cửa trường học và yêu cầu công nhân ở nhà. Hồng Kông vừa trải qua lượng mưa theo giờ lớn nhất kể từ khi hồ sơ được ghi nhận cách đây 140 năm. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo lở đất khi mưa lớn đổ xuống vùng núi. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường phố biến thành những dòng sông dữ dội. Trong đó, có một đoạn video cho thấy các công nhân tàu điện ngầm lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng bên trong một nhà ga và cố gắng ngăn dòng nước chảy từ đường. Đường hầm Cross Harbour, một trong những tuyến đường chính nối đảo chính của Hồng Kông và Cửu Long, cũng bị ngập và các bức ảnh cho thấy một trung tâm mua sắm ở quận Chai Quan cũng bị ngập. Đài Thiên văn Hồng Kông báo cáo lượng mưa từ 23 giờ ngày 26 tháng 9 đến nửa đêm ngày 27 tháng 9 là 158,1mm. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đen ở mức cao nhất và tuyên bố rằng kể từ tối ngày thứ Năm, lượng mưa hơn 200mm đã được ghi nhận ở các khu vực của đảo chính Hồng Kông, Cửu Long và vùng lãnh thổ mới phía Đông Bắc. Đài quan sát Hồng Kông cho biết, kể từ ngày thứ Năm, rãnh áp thấp còn sót lại của bão số 11 đã mang mưa lớn đến bờ biển Quảng Đông. Thời tiết cực đoan được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến trưa nay. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho biết chứng khoán Hồng Kông sẽ không mở cửa sáng nay và nếu cảnh báo mưa bão đen kéo dài đến trưa, giao dịch sẽ tiếp tục bị đình chỉ vào giữa trưa. Giám đốc điều hành Hồng Kông Li Ka-chiu cho biết ông rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực và chỉ đạo tất cả các ban ngành cố gắng hết sức để đối phó. Chính phủ cho biết một số trạm thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm kiểm soát biên giới giữa Hồng Kông và thành phố lân cận Thâm Quyến đã bị đình chỉ do lũ lụt. Tập đoàn MTR, công ty vận hành tàu điện ngầm ở Hồng Kông cho biết ít nhất một tuyến đường đã bị đình chỉ và các tuyến đường khác đang bị chậm trễ. Chính phủ Hồng Kông cho biết ngày 27 tháng 9 tất cả các trường học đã đóng cửa do điều kiện khắc nghiệt và do lũ lụt lớn và gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Chính phủ Hồng Kông kêu gọi người sử dụng lao động tuân thủ các thỏa thuận công việc thường được áp dụng khi có tín hiệu bão số 8, một tín hiệu khiến thành phố rơi vào tình trạng bế tắc với các văn phòng và cửa hàng đóng cửa. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, chính quyền thành phố Ngọc Lâm thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc cho biết 7 người đã thiệt mạng và 3 người vẫn mất tích sau nhiều vụ lở đất tại địa phương này. Các vụ lở đất xảy ra do mưa bão dữ dội trong 2 ngày hôm kia và hôm qua. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Trước đó, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 liên tục trút xuống miền Nam Trung Quốc suốt một tuần, kể cả sau khi bão đã suy yếu từ hôm thứ Ba. Đáng chú ý, thành phố Đông Dân Thâm Quyến hôm thứ Sáu ghi nhận trận mưa dữ dội nhất kể từ năm 1952 khi dữ liệu về mưa bão được ghi chép. Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua.
các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc ngày càng mạnh và đường đi của bão phức tạp hơn, làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Mặc dù đã suy yếu kể từ khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến hôm thứ Ba, bão Hai Cui tiếp tục gây ảnh hưởng tại miền Nam Trung Quốc khi mưa lớn liên tục trút xuống khu vực này trong một tuần qua. Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Hai Cui liên tục trút xuống miền Nam Trung Quốc trong 7 ngày qua, mặc dù bão đã suy yếu kể từ sau khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến hôm thứ Ba vừa qua. Các đám mây bão di chuyển chậm từ Quảng Đông dọc bờ biển đến Quảng Tây, gây mưa lớn và làm ngập các vùng trũng, khiến nhiều đường xá và khu vực dân cư bị cô lập. Tại huyện Bồ Bài thuộc tỉnh Quảng Tây, lực lượng cứu hộ đã huy động thuyền sơ tán người dân khỏi các ngôi nhà ngập sâu tới 2 mét. Ở vùng đồi núi, lở đất đã phá hủy nhiều cầu đường. Một trạm thời tiết ở huyện Bồ Bài ghi nhận lượng mưa lên tới 511,2mm, bằng 1/4 lượng mưa hàng năm của khu vực này. Mặc dù đã suy yếu, bão Hai Cui tiếp tục gây ảnh hưởng tại miền Nam Trung Quốc, trong đó thành phố Đông Dân, Thâm Quyến ghi nhận trận mưa dữ dội nhất kể từ năm 1952. Khi dữ liệu về mưa bão được ghi chép, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Dự báo tỉnh Quảng Tây tiếp tục có mưa lớn trong vài ngày tới. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc ngày càng mạnh và đường đi của bão phức tạp hơn, làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Kính thưa quý vị, những căn biệt thự sang trọng bên vách đá ở Hồng Kông, Trung Quốc đang trên bờ vực sụp đổ sau những trận mưa kỷ lục gây ngập lụt và lở đất khắp thành phố. Được biết, một bất động sản tại đây từng được bán với giá lên tới 112 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 14,3 triệu đô la Mỹ. Những hình ảnh chụp từ khu dân cư trị giá hàng triệu đô la Mỹ này cho thấy một phần lớn vách đá đổ sụp, phá hủy bể bơi và khu vườn của các căn nhà chịu ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một khu nhà đang trong tình trạng nguy hiểm. Cơ quan phát triển của đặc khu Hồng Kông cho biết, trong lúc khắc phục hậu quả do bão Hai Cui gây ra, họ đã phát hiện 2 trong số 3 căn nhà bị ảnh hưởng trên có dấu hiệu xây dựng trái phép. Cụ thể, cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện một bể bơi xây dựng trái phép và một tầng hầm trái quy định sau khi tường rào chắn của căn biệt thự bị hư hỏng do lở đất. Theo quy định của Hồng Kông, những ngôi nhà xây trên địa hình sát vách như vậy không được đào hoặc xây dựng tầng hầm. Bão Hai Cui đổ bộ vào Hồng Kông hôm thứ Năm gây ra những trận mưa lớn nhất kể từ khi việc dữ liệu ghi chép được bắt đầu từ năm 1884. Với lượng mưa đo được hơn 150mm trong một giờ, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt, người dân bị mắc kẹt, lở đất và một số làng ven biển bị cô lập. Thiên tai đã khiến ít nhất 2 người chết, hơn 140 người bị thương và người dân được tiếp tục cảnh báo tránh xa khu vực sườn dốc, đường xa có nguy cơ lở đất cao. Kính thưa quý vị, bão Hai Cui hay còn được gọi là bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc đến 2 lần. Ở cấp độ bão rất mạnh, gây nhiều thiệt hại. Một video ghi lại cảnh gió còn đầy lùi được một chiếc ô tô ngay trên đường. Bão Hai Cui đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc lần thứ nhất vào ngày Chủ nhật. Sau đó, nó có vẻ đã rời đi nhưng rồi lại đổ bộ lần thứ hai vào ngày thứ hai trước khi giảm cấp độ từ bão rất mạnh xuống thành bão mạnh. Không chỉ quật ngã cây cối gây mưa lớn đến mức ngập lụt, bão Hai Cui còn khiến 78 người bị thương, chủ yếu do cây đổ và do tai nạn ô tô liên quan đến mưa bão. Theo hãng tin Anadolu, tôi đã sống ở đây rất lâu và tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh đến vậy, ông Chen Haifeng, 55 tuổi, nói. Đây là video gió cực mạnh do bão Hai Cui đã đẩy lùi một chiếc ô tô ngay trên đường. Hai Cui là cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ Đài Loan trong vòng 4 năm. Theo trang China News Asia, nó khiến hơn 7.000 người phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay phải hủy và các công ty đều phải tạm đóng cửa. Trong ngày Chủ nhật, hơn 200.000 hộ dân mất điện. Đến ngày thứ hai, vẫn còn gần 60.000 hộ dân chưa có điện. Phần lớn các trường học và công ty vẫn tạm dừng hoạt động. Đến sáng thứ ba, bão Hai Cui đã đổ bộ vào vùng bờ biển của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào lúc khoảng 5 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Theo đài quan sát khí tượng trung tâm được đăng trên ECNS của Trung Quốc, tuy nhiên, sau khi rời Đài Loan, bão Hai Cui đã yếu đi nhanh chóng và hiện chỉ là áp thấp nhiệt đới, gây mưa to ở một số khu vực như tỉnh Phúc Kiến, phía đông tỉnh Quảng Đông. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!